Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Cô Giáo An học online miễn phí. Và hôm nay, để củng cố những kiến thức chúng ta đã học ở bài 6, bài 7 và bài 8, thì cô và các em cùng đến tiết luyện tập của bài số 8, rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Bài đầu tiên chúng ta cùng làm đó là bài 62. Bài 62 và bài 63 cùng yêu cầu các em là rút gọn các biểu thức sau. Ở câu A của bài 62 yêu cầu các em rút gọn biểu thức 1 phần 2 căn 48 trừ đi 2 căn 75 trừ đi căn 33 trên căn 11 cộng với 5 căn của 1, 1 phần 3. Vậy đầu tiên chúng ta thấy ở đây là có này, có căn của một số, số này chúng ta có thể tách ra thành hai số nhân với nhau mà trong đó có một số đem ra ngoài căn được đúng không nào? Tương tự như vậy với số căn 75. Còn căn 33 trên căn 11 là dạng căn A trên căn B. Và ta thấy là A chưa được cho B cho nên cô sẽ gom cái này thành căn A trên căn B sẽ bằng căn A trên B, đúng không? Tiếp theo ở đây thì có hỗn số, bởi vậy cô sẽ đổi hỗn số thành phân số để các em dễ tính hơn. Và sau đó thì chúng ta sẽ khử mẫu của phân số này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm ha. 1 phần 2 căn của 48. 48 thì cô tay thấy rằng 48 là bằng 16 nhân 3 đúng không? Đó, 6 nhân 3 là 18 này. Nhớ 1, 1 nhân 3 là 3, nhớ 1 là 4 ha. Rồi, trừ đi 2 nhân căn 75. Căn 75 thì cô thấy là sẽ bằng 25 nhân với 3. Trừ đi, ở đây nãy là cô hướng dẫn rồi đúng không? Đây là dạng căn A trên căn B thì cô đem vô trong một căn đó là căn A trên B là căn 33 trên căn 11 cộng với 5 căn của. Đây là một hỗn số thì đổi ra phân số thì cô sẽ lấy là 3 nhân 1 là 3 cộng 1 là 4, vậy mình sẽ được phân số là 4 phần 3. À, đến đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là những cái số nào mà có dạng là như 16 này, 25 là cô sẽ đưa về dạng bình phương để cô có thể đem ra ngoài được. Có là 1 phần 2 nhân với căn bậc 2 của 16 tức là bằng 4 bình phương nhân 3, đúng không? Trừ đi 2 nhân với căn của, ở đây là 25, 25 là bằng 5 bình phương đúng không? 5 bình phương nhân 3 viết lại. Trừ đi 33 chia cho 11 thì được là căn 3 cộng với 5 nhân với, ở đây mình thấy rằng 4 thì là được là 2 bình phương đúng không? Và ở đây là mẫu số của mình là 3, bởi vậy cô sẽ chụp căn thức luôn là cô lấy mẫu số bình phương lên thì ở trên tử phải nhân với mẫu số nữa đúng không? Rồi. Đến đây thì những số nào ở trong căn mà có bình phương thì cô sẽ đem ra ngoài. Ví dụ như số 4 bình phương này, số 1 phần 2 cô viết lại. 4 bình phương đem ra ngoài thì được 4 đúng không? Ở trong căn còn căn 3 trừ đi 2 nhân với 5 bình phương đem ra ngoài thì được 5, ở trong căn còn căn 3 trừ đi căn 3 viết lại cộng với 5 viết lại. 2 bình phương đem ra ngoài thì được 2 đúng không? Và trên căn còn căn 3. Sau đó thì ở đây 3 bình phương đem ra ngoài thì được 3. Vậy mình được kết quả như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ rút gọn này. 1 phần 2 nhân 4 thì mình sẽ được gì nhỉ? 4 chia 2 là được 2, mình được 2 căn 3. Trừ đi 2 nhân 5 là được 10 căn 3. Trừ đi căn 3 viết lại cộng với, ở đây là 5 nhân 2 là 10, 10 phần 3 căn 3 được không? 10 phần 3 căn 3. Vậy ở đây chúng ta thấy có căn 3, căn 3, căn 3, căn 3. Vậy là những biểu thức đồng dạng, bởi vậy cô sẽ rút căn 3 ra làm nhân tử chung ha. Thì ở trong còn rút căn 3 ra thì ở đây còn số 2, ở đây còn số 10. Ở đây còn số 1 trừ 1 và cộng với 10
Phần 3. Để tính nhanh chỗ này thì cô và các em sẽ sử dụng máy tính và bấm kết quả ở đây ha. Mình có là 2 trừ đi 10 trừ đi 1 cộng với 10 phần 3. Kết quả là trừ 17 phần 3. Căn 3. Trừ 17 phần 3 căn 3. Đấy không các em? Vậy là qua bài này thì chúng ta vừa ôn được cách đổi hỗn số thành phân số này, cách tách ra thành, cách tách số ra thành hai số mà có thể đem về dạng bình phương ở trong căn để có thể đem ra ngoài. Đó là đem thừa số ra ngoài dấu căn. Đây là dạng căn A trên căn B thì có thể gom chung lại thành căn A trên B. Đó, các em có thể nhớ những điều này để làm bài tập tốt hơn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua với câu B. Câu B cho chúng ta như sau. Căn của 150 cộng với căn 1,6 nhân căn 60 cộng 4,5 nhân căn của 22 phần 3 trừ đi căn 6. Vậy thì ở bài này chúng ta thấy tương tự như bài trước thì chúng ta có thể tách 150 ra thành hai số nhân với nhau, trong đó có một số đem ra được ngoài căn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ biến đổi biểu thức này có dạng là căn A nhân căn B. Thấy là số 1,6 này rất là lẻ, cho nên cô sẽ đem về dạng là căn của A nhân B. Rồi ở đây là có số thập phân, cô sẽ đổi ra phân số. Có hỗn số, cô sẽ đổi ra phân số. Được chưa nào? Còn trừ căn 6 thì không làm gì được, chúng ta chỉ viết lại thôi. Ở đây cô thấy rằng căn của 150, cô thấy rằng ở đây có số căn 6 này. Cô nghĩ là sẽ đưa về dạng có đồng dạng, các biểu thức đồng dạng với nhau có dạng căn 6, cho nên cô sẽ biến biểu thức này thành dạng căn 6 ha. Thì mình thấy là 150 chia ra 6 thì bằng 25. Và 25 thì cô có thể đem ra ngoài được, cho nên cô viết dưới dạng là 25 nhân 6 cộng với căn của 1,6 nhân với căn của 60. Đây, căn A nhân căn B, cô sẽ đưa về dạng là căn A nhân B. 4,5 thì đây là dạng số thập phân, cô đưa về phân số. 4,5 đưa về phân số là 9 phần 2 nhân với căn bậc 2 của, đây là hỗn số, cô sẽ đổi hỗn số thành phân số. Cô lấy 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 2 là 8, vậy mình được tử số là 8 và mẫu số là 3 giữ lại, trừ đi căn 6 viết lại. Vậy đến đây, cô thấy rằng 25 này cô có thể đem ra ngoài, 25 đem ra ngoài thì được 5, ở trong căn còn 6 là căn 6. Ở đây thấy số 1,6 thì cô thấy là 16 đem ra được ngoài căn. Bởi vậy cô sẽ biến đổi sao cho cái biểu thức này xuất hiện 16. Thì cô thấy là ở đây là 16, 1,6 muốn thành 16 thì cô phải nhân với 10 đúng không? Vậy cô lấy 1,6 nhân 10 thì cái này mình sẽ tách ra thành 6 nhân với 10 đúng không? Mà nhân 10 qua đây rồi thì chỉ còn 6 thôi. Được không em? Nếu mà bạn nào mà cẩn thận hơn, chúng ta có thể viết thêm một dòng là căn của 1,6 nhân với 6 nhân với 10 nhân với 6, tức là số 60 tách ra thành 10 nhân 6, sau đó lấy hai số này nhân lại với nhau thì chúng ta được như trên. Và cô sẽ viết rút gọn lại cho nó nhanh ha. Rồi. Tiếp theo là chúng ta có phân số này, 9 phần 2. Thì cô thấy rằng 8 trên 3 thì cô sẽ khử mẫu của cái phân số này. Thì cô sẽ nhân cả tử và mẫu của cái này với bao nhiêu nhỉ? Với 3 đúng không? 8 nhân 3 trên cho 3 bình phương thì sẽ trừ đi căn 6 viết lại. 5 căn 6 viết lại. Ở đây có căn của 16 nhân 6. 16 thì cô đem ra ngoài được là bằng 4. Trong căn còn căn 6. Cộng với, ở đây có 9 phần 2. Nhân với, ở đây là 8 nhân 3 là 24. Đúng không? 24. Căn 24 luôn đi ha. Trên cho số 3 bình phương cô đem ra ngoài thì cô sẽ được 3 trừ căn 6.
5 căn 6 viết lại, cộng 4 căn 6 viết lại. Ở đây cô thấy 9 với 3 cô có thể rút gọn được, cho nên 9 với 3 rút gọn thì ở trên này còn 3, ở dưới vẫn còn 2, số 3 này hết. 24 căn 24 thì cô thấy rằng 24 là bằng 4 nhân với 6. Đúng không? Vậy cô lại biến đổi như vậy và số 4 có thể đem ra ngoài được, cho nên cô đem ra ngoài ha. Mình sẽ được 5 căn 6 viết lại nè. Cộng với 4 căn 6 này. Cộng với ở đây 4 đem ra ngoài thì cô được 2. 2 với 2 rút gọn thì cô chỉ còn tử số là 3 và căn 6 trừ đi căn 6. Đến đây thì cô thấy cái nào cũng có căn 6 cho nên cô đặt căn 6 ra làm nhân tử chung. Đây lấy căn 6 ra làm nhân tử chung thì còn 5. 4 căn 6 đặt căn 6 ra làm nhân tử chung thì còn cộng 4. 3 căn 6 thì đặt căn 6 ra ngoài thì còn 3. Ở đây trừ căn 6 đặt căn 6 ra ngoài thì còn trừ 1. Mình có 5 cộng 4 là 9. 9 cộng 3 là 12. 12 trừ 1 là bằng 11. Vậy kết quả của mình là 11 căn 6. Rồi. Bài này tương đối khá dễ dàng đúng không? Các em chỉ cần nắm chắc quy tắc và chúng ta có thể làm thôi. Và câu C nhé. Câu C cho các em như sau, đó là căn của 28 trừ đi 2 căn 3 cộng căn 7 tất cả nhân với căn 7 cộng với căn của 84. Vậy thì để làm được bài này, cô thấy rằng đầu tiên cô sẽ tách các biểu thức này ra làm sao cho thành trong cái căn sẽ biến thành một biểu thức nào đó nhân hai số nhân lại với nhau và một số đem ra ngoài căn được, đúng không? 28 thì bằng 4 nhân 7 đúng không? 4 có thể đem ra ngoài được. 4 nhân 7 trừ đi 2 căn 3 cộng căn 7 tất cả nhân với căn 7 cộng căn 84. Căn 84 thì cô thấy rằng 84 thì chia hết cho 4 đúng không? 8 chia 4 được 2. 2 4 chia 4 được 1, vậy là mình sẽ được 84 sẽ bằng 4 nhân 21. Vậy đến đây thì chỗ nào mà đem ra ngoài căn được cô đem ha? Ở đây số 4 đem ra ngoài căn được 2. Còn ở trong căn còn căn 7 trừ đi 2 căn 3 cộng với căn 7 viết lại, tất cả nhân với căn 7 viết lại, cộng với ở đây là mình có 4 thì đem ra ngoài được 2, ở trong căn còn căn 21. Rồi, ở đây mình thấy là 2 căn 7 và cộng căn 7 thì mình sẽ được kết quả là 3 căn 7 trừ đi 2 căn 3, tất cả nhân với căn 7 đúng không, cộng 2 căn 21 viết lại. Rồi, ở đâu mà có số thì cô nhân vô ha. Đây này, đây là một số nhân với một biểu thức thì cô lấy số này nhân với từng hạng tử trong đây đúng không? Vậy mình sẽ có là 3 căn 7 nhân với căn 7 trừ đi 2 căn 3 nhân với căn 7 cộng 2 căn 21. 3 căn 7 nhân với căn 7, căn 7 nhân căn 7 là được 7. 3 là mình được 3 nhân 7 đúng không? Trừ đi. Ở đây là 2. Căn 3 nhân căn 7 là căn của 3 nhân 7. Căn của 3 nhân 7 là được căn 21. Cộng 2 căn 21 viết lại. Trừ 2 căn 21 và cộng 2 căn 21 là hai số đối nhau hết. Vậy mình chỉ còn là 3 nhân 7 là bằng 21. Vậy kết quả của mình là bằng 21. Và bây giờ chúng ta sẽ qua với câu D ha. Câu D cho chúng ta đề bài là căn 6 cộng căn 5 tất cả bình phương trừ đi căn của 120. Vậy thì ở đây mình có dạng là
A cộng B tất cả bình phương đúng không? Là hằng đẳng thức. Vậy cô sẽ khai triển hằng đẳng thức này ra. Mình sẽ được đó là A bình phương tức là căn 6 bình cộng 2AB đúng không? Tức là 2 nhân căn 6 nhân căn 5. Cộng B bình phương là căn 5 tất cả bình. Đúng không? Trừ đi căn của 120. 120 thì chúng ta sẽ tách ra thành một số nào đó, hai số nào đó nhân với nhau và trong đó có một số đem ra ngoài căn được. Thì mình thấy là 120 là chia hết cho 4. Thì 120 chia 4 là được 30. Vậy mình sẽ tách 120 thành căn của 4 nhân với 30. Ở đây, đến đây chúng ta sẽ thực hiện rút gọn của biểu thức này. Căn 6 bình phương thì sẽ bị mất căn ra, mình được 6 cộng với 2 nhân căn 6 nhân căn 5 thì 6 nhân 5 là 30, mình được là căn 30. Cộng với căn 5 tất cả bình phương thì mất căn, mất bình phương, mình được 5. Trừ đi, ở đây mình có là 4 ở trong căn có thể đem ra ngoài được là bằng 2, ở trong căn còn 30. Và mình thấy là 2 căn 30 và trừ 2 căn 30 là hai số đối nhau mất. Chúng ta còn 5, 6 cộng 5. 6 cộng 5. Thì 6 cộng 5 là bằng 11. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là bằng 11. Vậy cô và các em vừa hoàn thành bài số 62 và bây giờ chúng ta cùng qua bài 63 nhé. Cô và các em cùng đến với bài 63. 63A là rút gọn biểu thức căn A trên B cộng với căn AB cộng với A phần B nhân căn B trên A. Với A và B đều là số dương. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có hai cái căn mà có phân số như thế này đúng không? Thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ khử mẫu của căn thức của biểu thức lấy căn bậc 2 đúng không? Tại ở đây cách khử đó là chúng ta sẽ lấy cả tử và mẫu của phân số đó nhân với mẫu số đúng không? Cô sẽ được đó là căn của A nhân B. Cả tử và mẫu nhân với mẫu số là B đúng không? Tử là A này, mình nhân với mẫu là B. Vậy thì mẫu số mình lấy B nhân B tức là B bình phương. Căn AB không làm gì cô viết lại. Căn A phần B viết lại. Căn thức này chúng ta muốn khử mẫu thì chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với mẫu số là A. Vậy thì B nhân A cô viết là A nhân B cho dễ ha. Mẫu số là A bình phương. Rồi, ở đây thì có cái nào đem ra được ngoài căn thì cô sẽ đem ha. Ở đây là căn AB ở trên tử không làm gì được, viết lại căn AB trên cho B bình phương ở dưới mẫu đem ra ngoài được B đúng không? Đáng lẽ mình phải có trị tuyệt đối của B. Thôi cứ viết trị tuyệt đối để cho dễ làm ha. Để các em khỏi quên. Căn AB viết lại. A phần B viết lại. Ở đây mình sẽ có là A bình phương dưới mẫu có thể đem ra ngoài được là bằng trị tuyệt đối của A đúng không? Ở trên tử còn căn của AB. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ bỏ dấu giá trị tuyệt đối ra đúng không nào? Vì A và B đều là số dương cho nên khi bỏ trị tuyệt đối ra thì nó là chính nó. Trị tuyệt đối của B vẫn là B. Cộng với căn AB viết lại ha. Cộng với A phần B nhân với căn AB. Trên cho trị tuyệt đối của A với A dương thì bỏ ra thì nó vẫn là A. Và đến đây thì mình rút gọn này. Căn AB trên cho B cộng căn AB cộng với A với A rút gọn hết, chúng ta chỉ còn căn AB trên B đúng không? Vậy thì thấy ở đâu cũng có căn AB hết, cô đặt căn AB ra làm nhân tử chung. Vậy đặt ra thì ở đây còn 1 phần B nè, cộng với ở đây là cộng với 1. Ở đây là đặt căn AB ra ngoài thì ở đây còn 1 phần B. À, vậy bây giờ mình sẽ quy đồng và rút gọn. Thì mẫu số chung là B. Mình có là 1 phần B này. 1 thì quy đồng lên thành B trên B đúng không? Cộng với 1 phần B viết lại.
căn AB với lại. Thì mình sẽ được lấy tử cộng lại với nhau là 1 cộng với B cộng với 1. Thì mình sẽ được là B cộng với 2 đúng không? 1 cộng 1 là 2 trên cho mẫu số là B nhân với căn AB. Đó. Kết quả của chúng ta là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu B ha. Câu B yêu cầu các em đó là rút gọn biểu thức như sau. Căn bậc 2 của M trên cho 1 trừ 2X cộng với X bình phương nhân với căn của 4M trừ đi 8MX cộng với 4MX bình phương trên cho 81 với M là lớn hơn 0 và X là hết 1. Vậy thì ở đây cô thấy rằng biểu thức này này nhỉ? Biểu thức này thì có thể đem về dạng hàng đẳng thức. Tuy nhiên cô thấy rằng ở đây 4m trừ đi 8mx cộng với 4mx bình phương thì cô thấy có đều có 4m cho nên cô sẽ rút ra nhân tử chung thử ha. Ở đây cô viết lại là m trên cho 1 trừ 2x cộng với x bình phương nhân với căn. Đó, cô rút 4m ra nhân tử chung thử cả ha. Rút 4m ra ngoài thì ở đây còn 1 trừ 8mx chia cho 4m thì 8 chia 4 là được 2. M rút ra ngoài rồi. Ở trong này còn x cộng với 4m, x bình phương thì 4m đem ra ngoài rồi chỉ còn là x bình phương trên cho 81. À. Vậy thì cô thấy ở đây xuất hiện 1 trừ 2x cộng x bình phương, ở đây có 1 trừ 2x cộng x bình phương giống nhau quá. Mà một cái trên tử, một cái dưới mẫu. Cho nên cô thấy là đây là căn của biểu thức A nhân căn của biểu thức B. Cô sẽ gom chung vào một căn để cho nó rút gọn với nhau được không? Cô sẽ được là M trên cho 1 trừ 2X cộng X bình phương nhân với 4M 1 trừ 2X cộng X bình phương trên cho 81. Vậy hai cái này giống nhau, rút gọn với nhau thì cô còn ở trên tử là 4 nhân M là 4M bình phương. Căn của 81 nhân 1 là 81 với lại. Và cô sẽ được gì nhỉ? 4 thì đem ra ngoài sẽ được là 2. M bình phương đem ra ngoài thì lại được trị tuyệt đối của M. 81 đem ra ngoài thì được 9, đúng không? Đến đây thì cô bỏ trị tuyệt đối của M. M của mình là lớn hơn 0. Bởi vậy khi bỏ trị tuyệt đối ra nó là chính nó thì mình sẽ được là 2M trên cho 9. Đó, kết quả cuối cùng của mình là 2M trên 9. Qua đây thì chúng ta thấy rằng là mình có thể rút ra nhân tử chung, rút gọn hai cái biểu thức giống nhau. Bạn nào mà muốn đem cái này về hàng đẳng thức cũng được ha. Cái này cũng đem về hàng đẳng thức này. Hai cái này giống nhau đem về hàng đẳng thức thì nó cũng rút gọn. Nhưng mà mình phải thêm một bước nữa. Cho nên cô không đem về hàng đẳng thức ha. Rồi, chúng ta qua bài tiếp theo đó là bài 64. Bài 64 là một bài chứng minh. Ở câu A yêu cầu các em là chứng minh đẳng thức sau. Đẳng thức đó là 1 trừ A căn A trên cho 1 trừ căn A cộng căn A nhân với 1 trừ căn A trên cho 1 trừ A tất cả bình phương sẽ bằng 1 với A là lớn hơn hoặc bằng 0 và A hết 1. Vậy để chứng minh một đẳng thức thì chúng ta có những cách nào nhỉ? Đầu tiên, cách thứ nhất có thể chứng minh từ vế trái biến đổi thành vế phải. Cách thứ hai là biến đổi từ vế phải sang vế trái. Cách thứ ba là biến đổi vế trái và vế phải cùng bằng với một biểu thức nhất định.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài 64. Bài 64 yêu cầu các em là chứng minh các đẳng thức sau. Ở câu A yêu cầu các em chứng minh đẳng thức đó là 1 trừ đi A căn A trên cho 1 trừ căn A cộng với căn A tất cả nhân với 1 trừ căn A trên cho 1 trừ A tất cả bình phương và bằng 1 với A là lớn hơn hoặc bằng 0 và A khác 1. Vậy thì với điều kiện này là biểu thức này là có nghĩa rồi ha. Vậy đây là chứng minh một đẳng thức. Vậy có mấy cách để chứng minh một đẳng thức nhỉ? Đầu tiên là cách chứng minh từ vế trái biến đổi thành vế phải. Cách thứ hai là từ vế phải biến đổi thành vế trái. Cách thứ ba đó là biến đổi vế trái và vế phải cùng bằng một biểu thức nhất định. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng vế trái của mình rất là phức tạp. Bởi vậy cô sẽ biến đổi từ vế trái sang vế phải nhé. Mình thì ta có vế trái của mình sẽ bằng 1 chữ A căn A trên cho 1 chữ căn A cộng với căn A viết lại 1 chữ căn A trên cho 1 chữ A tất cả bình phương. Rồi, đây các em nhận ra ngay 1 chữ A căn A, một dạng rất là quen thuộc mà cô và các em gặp nhiều lắm rồi. Đó là dạng cô có thể đưa A vào trong thì mình sẽ được là căn bậc 2 của A bình phương nhân A, đúng không? A đem vô trong thì có bình phương nữa. Vậy là A bình phương nhân A là A mũ 3. Vậy là dạng là căn A tất cả mũ 3, được không? Vậy là 1 sẽ là 1 mũ 3. 1 mũ 3 trừ đi căn A tất cả mũ 3, tức là dạng A mũ 3 trừ B mũ 3 là một hàng đẳng thức, đúng không nào? Và cô có thể biến đổi để khử đi cái mẫu này. Và bây giờ cô và các em cùng biến đổi thành hàng đẳng thức đó nhé. Đầu tiên mình có này, 1 tức là 1 mũ 3 trừ đi A căn A tức là căn A tất cả mũ 3 trên cho 1 cộng, à 1 trừ căn A ha, 1 trừ căn A cộng với căn A viết lại này. Đó, biểu thức thứ nhất, thấy không? Rồi biểu thức thứ hai, thấy không? 1 trừ A ở trên lại là 1 trừ căn A. Vậy thì A này chính là căn A tất cả bình phương. 1 là 1 bình phương. Vậy là 1 bình trừ đi căn A tất cả bình. Rồi mình có dạng A bình trừ B bình, đúng không? Cô cũng triển khai hàng đẳng thức để có thể rút gọn với cái tử này. Mình sẽ có 1 trừ căn A với lại. Thì ở dưới mẫu đó là sẽ là 1 bình phương trừ đi căn A tất cả bình. Đó. Cả bình lên, đúng không? Bình phương này. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ khai triển hàng đẳng thức và rút gọn. A mũ 3 trừ B mũ 3 thì sẽ bằng gì nhỉ? Bằng A trừ B nhân với A bình phương là 1 bình phương là 1 cộng với AB tức là cộng 1 nhân với căn A là căn A cộng với B bình phương tức là căn A tất cả bình phương. Căn A bình phương thì sẽ mất căn còn A. Chưa? Trên cho 1 trừ căn A viết lại ở dưới mẫu cộng căn A. Căn A này này viết lại. Đó. Ở bên này chúng ta cũng khai triển hàng đẳng thức ra. Thì mình sẽ có A bình phương trừ đi B bình phương sẽ bằng A trừ B, đúng không? Là 1 trừ căn A. Nhân với A cộng B là 1 cộng căn A. Rồi, biểu thức này nhớ là tất cả bình phương lên ha. Rồi. Đến đây, cái này với cái này giống nhau, rút gọn chúng ta sẽ có là biểu thức này còn là 1 cộng căn A cộng với căn A. Biến đổi thành ngoặc tròn luôn đi ha. Nhân với, ở đây, hai cái này giống nhau, cô khử đi thì ở trên tử còn 1, ở dưới mẫu còn 1 cộng căn A. À, tất cả bình phương viết lại. Ở đây cô viết lại là có là 1 này, cộng với căn A cộng căn A là 2 căn A. A viết lại 1 trên cho 1 cộng căn A tất cả bình phương sẽ bằng. Rồi, đây là dạng gì nhỉ? 1 cộng 2 căn A cộng căn A. Vậy đây chính là hàng đẳng thức gì đấy? 1 là 1 bình phương này, cộng với 2 nhân 1 nhân với căn A, đúng không? Cộng với
A tức là sẽ là căn A tất cả bình phương đúng không nào? Vậy thì nhân vậy ở đây là hạng A trên B tất cả bình thì bằng A bình là một này, trên B tất cả bình là một cộng căn A tất cả bình. Đó. Rồi, vậy đây là hằng lẫn thức 1 A bình cộng 2AB cộng B bình thì sẽ bằng A cộng B tất cả bình. A ở đây là 1, B ở đây là căn A. Nhân với 1 phần 1 cộng căn A tất cả bình. Thế này, 1 cộng căn A tất cả bình. 1 cộng căn A tất cả bình, một cái tiên tử, một cái dưới mẫu khử đi, chúng ta chỉ còn bằng 1. Vậy thì chúng ta đã suy ra được, điều phải chứng minh chưa? Đây là điều phải chứng minh. Cô và các em vừa hoàn thành chứng minh đẳng thức A. Và cô, bây giờ chúng ta cùng qua với câu B nhé. Bây giờ cô và các em cùng đến với câu B của bài 64. Câu B của bài 64 yêu cầu các em chứng minh đẳng thức sau. A cộng B trên cho B bình phương nhân với căn bậc 2 của A bình phương nhân B mũ 4 trên cho A mũ 2 cộng 2AB cộng B bình phương bằng trị tuyệt đối của A với A cộng B là dương và B khác không. Ở biểu thức này thì chúng ta thấy gì nhỉ? Ở đâu mà có dạng bình phương cô và các em cũng đem ra ngoài ha. Ở đây thì thấy là dạng ở dưới mẫu thì có là A bình cộng 2AB cộng B bình. Đây chính là hằng đẳng thức đúng không? Hằng đẳng thức thứ nhất và mình có thể biến đổi ra thành A cộng B tất cả bình. Vậy thì chúng ta cùng biến đổi nào. A cộng B trên cho B bình phương viết lại. Còn ở đây thì cái nào là dạng bình phương cô đem ra ngoài ha? A bình phương đem ra ngoài thì cô được trị tuyệt đối của A. B mũ 4 tức là B bình phương tất cả bình phương ấy đem ra ngoài thì được trị tuyệt đối của B bình phương. Đúng không? Trên cho. À khoan đã nhỉ. Cô phải biến đổi cái mẫu số nữa. Cho nên cô sẽ viết lại căn. Rồi, A bình phương cô viết là A bình phương. B bình phương thì cô viết lại là B bình phương tất cả bình phương được không? B mũ 4 á. B mũ 4 là B bình phương tất cả bình phương. Rồi, A bình cộng 2AB cộng B bình tức là dạng A cộng B tất cả bình phương. A cộng B trên B bình viết lại. Ở đây thì cái nào đem ra được ngoài thì cô đem ha. Đa số là đem ra được hết. A bình phương đem ra ngoài được trị tuyệt đối của A. B bình phương tất cả bình phương đem ra ngoài thì được trị tuyệt đối của B bình phương. Trên cho A cộng B tất cả bình phương đem ra ngoài để được trị tuyệt đối của A cộng B. Đúng không? Đem ra ngoài thì mất bình phương thôi. Rồi, ở đây là A cộng B trên B bình phương cô viết lại. Đến bước này thì cô và các em cùng bỏ cái giá trị tuyệt đối ra. Trị tuyệt đối của A, người ta chưa có cho điều kiện của A cho nên mình phải viết lại là trị tuyệt đối của A. B bình phương, B là khác không? Chỉ cần bình phương lên thì nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không đúng không? Mà khác không rồi cho nên nó sẽ là lớn hơn hẳn không cho nên mình được là B bình phương. Trên cho A cộng B là lớn hơn không, bởi vậy khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối ra thì A cộng B vẫn là A cộng B. Vậy đến đây có những cái nào trên tử và dưới mẫu giống nhau thì cô và các em cùng rút gọn. A cộng B và A cộng B rút gọn. B bình phương và B bình phương rút gọn, vậy mình chỉ còn trị tuyệt đối của A thôi. Và đây chính là điều chúng ta cần phải chứng minh. Đúng không nào? Vậy là cô và các em vừa chứng minh cái biểu thức câu A. Vậy thì đến đây này. Đây, các em phải ghi là vế trái sẽ bằng này, đúng không? Đó, vậy là mình sẽ chứng minh được vế trái bằng vế phải. Và kết thúc bài hôm nay. Rồi, chúng ta qua bài số 65. Bài 65 thì yêu cầu các em là rút gọn rồi so sánh giá trị của biểu thức m với số 1. Biết rằng biểu thức m như sau. Biểu thức m của các em như sau. M bằng 1 trên cho A trừ căn A cộng với 1 trên cho căn A
trừ 1 chia cho căn A cộng 1 trên A trừ 2 căn A cộng 1. Với A là lớn hơn 0 và A khác 1. Vậy thì với điều kiện là A lớn hơn 0 và A khác 1 thì biểu thức M của mình là xác định. Vậy thì bây giờ chúng ta việc đầu tiên của chúng ta là rút gọn, sau đó chúng ta sẽ so sánh biểu thức này với 1 nhé. Đầu tiên rút gọn thì chúng ta thấy là đây là 1 trên cho A trừ căn A cộng với 1 trên căn A trừ 1. Nếu mà cô rút căn A ra làm nhân tử chung thì ở đây mình sẽ có đó là dạng gì nhỉ? Đây, A trừ căn A. Thì cô rút căn A làm nhân tử chung thử nhé. Căn A thì ở đây có phải là A, tức là căn A tất cả bình phương đúng không? Rút căn A ra ngoài thì mình còn căn A. Này rút ra thì còn trừ 1. Đây là căn A trừ 1, đây căn A trừ 1. Vậy mẫu số chung của mình sẽ là biểu thức này đúng không? Biểu thức này tức là A trừ căn A đó. Vậy thì hai này cô sẽ lấy mẫu số chung là A trừ căn A, tức là biểu thức này mình còn thiếu căn A nữa thôi. Vậy thì cô giữ lại đó là 1 trên cho căn A nhân với căn A trừ 1 cộng với biểu thức này cô sẽ nhân với căn A cả tử và mẫu nhé. Căn A nhân 1 là căn A này. Căn A nhân với căn A trừ 1. Đó. Vậy là cô quy đồng xong biểu thức thứ nhất. Biểu thức thứ hai thì cô thấy rằng nó có dạng là căn A cộng 1 trên cho. Đây là A. A thì cô viết lại là căn A tất cả bình trừ 2 căn A cộng với 1 thì cô ghi là 1 bình phương. Vậy đây có phải là dạng là A bình trừ 2AB cộng B bình không? Vậy tức là hằng đẳng thức là A trừ B tất cả bình. Đúng không? Vậy cô sẽ viết dưới dạng hằng đẳng thức đó là căn A trừ 1 tất cả bình. Rồi. Đây thì cùng mẫu số rồi cho nên cô sẽ lấy tử cộng tử đó là 1 cộng căn A trên cho mẫu số đó là căn A nhân với căn A trừ 1. Ở đây là phép chia mình sẽ biến đổi thành nhân nghịch đạo đúng không? Nhân nghịch đạo tức là nhân với căn A trừ 1 tất cả bình trên cho căn A cộng 1. Vậy thì 1 cộng căn A và căn A cộng 1 là giống nhau hai cái này. Rút gọn được với nhau này. Đó, hai biểu thức này rút gọn với nhau. Căn A trừ 1 và căn A trừ 1 rút gọn với nhau thì ở trên này còn căn A trừ 1. Ở đây còn căn A. Đúng không? Vậy cô sẽ thấy rằng căn A trừ 1 trên cho căn A thì cô sẽ bằng căn A, có phải là bằng căn A trên căn A trừ đi 1 trên căn A. Cô tách ra thành hai phân số để cho dễ tính. Căn A trên căn A là bằng 1 trừ đi 1 trừ căn A. Đúng không? Vậy thì biểu thức M. Vậy, suy ra nha. Suy ra. Biểu thức M của mình sẽ bằng 1 trừ đi 1 trên căn A. Đúng không nào? Vậy, 1 trừ đi căn A. Căn A là một số dương. 1 chia cho một số dương là một số dương. Bởi vậy, số 1 này trừ đi một số dương thì nó luôn luôn là như thế nào với 1 đây? Luôn luôn nhỏ hơn 1 đúng không? Vậy thì biểu thức M sẽ như thế nào với 1? Nhỏ hơn 1. Đúng chưa nào? Này khá đơn giản đúng không? Rồi, cô và các em vừa hoàn thành bài 65. Chúng ta cùng qua bài cuối cùng của hôm nay là bài 66 nhé. Bài 66 thì cho các em như sau. Đấy là tính giá trị của biểu thức 1 trên 2 cộng căn 3 cộng với 1 trên 2 trừ căn 3. Và yêu cầu các em là
chọn kết quả đúng. Để chọn được kết quả đúng của bài này thì cô và các em cùng rút gọn biểu thức này nhé. Biểu thức là 1 trên chấm 2 cộng căn 3 cộng với 1 trên 2 trừ căn 3. Vậy để tính được biểu thức này thì chúng ta sẽ chia nhỏ quy đồng đúng không? Và mẫu số chung chính là hai cái mẫu này nhân lại với nhau, 2 cộng căn 3 nhân với 2 trừ căn 3. Vậy thì biểu thức này thiếu là 2 trừ căn 3 thì lấy 1 nhân với 2 trừ căn 3 là được 2 trừ căn 3. Cộng với 1 nhân với 2 cộng căn 3 đúng không? Thì mình thấy trừ căn 3 và căn 3 là hết. 2 cộng 2 là được 4. Trên cho ở dưới này là 2 cộng căn 3 nhân 2 trừ căn 3 chính là hằng đẳng thức A nhân A cộng B nhân A trừ B, tức là A bình trừ đi B bình. Đúng không? Mình sẽ được 4 trên cho 2 bình phương là 4. Căn 3 bình phương là 3. Vậy mình sẽ được 4 trên cho 4 trừ 3 là được 1. 4 trên 1 là bằng 4. Vậy kết quả của mình là chọn đáp án nào đây? Đúng rồi, chọn đáp án D. Kết quả là bằng 4. Vậy qua bài này cô và các em vừa ôn lại những kiến thức chúng ta đã học ở bài 6, bài 7 để vận dụng vào bài 8 đúng không nào? Nhớ lại những gì chúng ta đã học để có thể làm được bài tập tốt hơn. Thì cách tốt nhất để làm toán giỏi hơn đó chính là làm thật nhiều bài tập. Và mình phải tự, sau khi tham khảo những bài này thì các em phải tự làm cái bài tập, tự giải quyết, tự suy nghĩ những bài tập của mình. Mình sẽ đưa ra cách giải quyết bài toán theo những gì mà mình đã được học, những kiến thức chúng ta đã được học, được không các em? Đó, phương pháp duy nhất để học giỏi toán là phải làm bài tập nhiều lên. Và hôm nay thì buổi học đã kết thúc rồi. Mong rằng các em thấy được video này hay, hấp dẫn. Thì phải làm sao nhỉ? Đầu tiên là đăng ký kênh nè, like video. Và đừng quên là share video này lên Facebook để cho bạn bè cùng học, cũng như là ủng hộ cô, giúp cho cô có nhiều động lực hơn để ra nhiều video hấp dẫn, thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.